Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sachi 1/10 2.9 nâng cấp cứng cáp trong cái dàn cánh Fullex. Các chiếc Suzuki Sachi 1/10 2.9 là mẫu xe hai bên bồn đang rất được ưa chuộng trong cộng đồng chơi xe con tại ở Việt Nam. Mẫu xe này ngoài việc hướng tới các biker đam mê tốc độ, thì đây còn là nguồn cảm hứng bất tận cho những dân chơi xe chuyển phát họa lên thành những siêu phẩm khi được trang bị nhiều mô tô đồ chơi cực chất. Phía bên cụm công tắc trái lạ mắt hơn khi người chủ sử dụng cái sản phẩm của Honda Sonic 1/10 để làm đẹp cho chiếc xe của nhà Suzuki của mình. Còn bên phải là cụm TX của nhà Yamaha, có nói là ba hãng lớn nhất hiện nay tại Việt Nam đều được quy tụ trên cái bộ ghi đông này. Xung quanh còn có những ốc ghi nằm nó bọc trên cái phần ghi đông bạc. Phần giữa thân xe, người chủ của nó đã tháo bỏ cái miếng nhựa nhám để xô ra những nâng cấp bên trong, điển hình như cái bộ lọc gió trụ đi cùng với cái túi bảo vệ phía bên ngoài, tránh tình trạng nước rơi vào bên trong khi rửa xe hoặc khi mưa. Trên chân có rất nhiều chi tiết ốc kỳ nằm xen kẽ với nhau trên phần thân xe. Vát tăng sơn âm đi cùng với kẹp gấp và cao su đỏ là những tiểu tiết nhỏ làm đẹp mắt cũng rất tốt. Cái điểm nhấn đặc biệt của xe chính là cặp mâm 5 cây phiên bản mới nhất của hãng Transboy sản xuất dành riêng cho dòng Raider Sachi sử dụng. Tương đối lầu như zin, không cần phải chế cháo một cái tiểu tiết nào dù là nhỏ nhất ở bên trong. Và cuối cùng là chi tiết phần combo được làm bằng điện titan vô cùng nổi bật và tăng thêm cái độ chống hàn rỉ cực kỳ tốt cho xe. Exciter 135 nâng cấp đậm cái chất cái thao với mâm Raceboy. Đến thời điểm hiện tại thì Exciter 135 đã bị cạnh tranh rất mạnh từ rất nhiều dòng xe con tay khác, cũng như chịu sự ảnh hưởng từ người anh em của mình là Exciter 110. Tuy nhiên không vì thế mà dòng xe này hết hot ở trên thị trường với những bản độ vẫn thiệt liên tục. Và cái chiếc Exciter 105 mình dưới đây là một ví dụ rất cụ thể. Xem qua tấm thải thì con chiến mã khoét cho mình một cánh đỏ bọc với cái sắc màu đen cam rất thể thao. Bên cạnh đó là những món đồ chơi chuyển khiến chiếc xe trở nên cứng cáp cũng như tăng hiệu sức hoạt động của xe hơn. Phía trước nhẹ nhàng, không quá nhiều thay đổi ngoài bộ tem là khá chất. Cánh phải ở phần tay lái là cụm tăng tốc Puma Racing giúp chơi sóc nhanh hơn. Trên chân nhìn rất thể thao với tổng thể mâm Traceboy 5 cây được sơn gam màu cam. Hệ thống phanh thay đổi nhẹ nhàng với đĩa gapper. Phía sau mang cái sự thẩm mỹ với cấp nhôm DBS nhẹ hơn cấp zin rất nhiều. Bên cạnh đó là cái bộ nhôm xe đĩa DAD. Phần yên được gọt lại với kiểu dáng góc cạnh mỏng manh hơn nhưng vẫn giữ được cái độ im ái cho xe. Theo chia sẻ từ người chủ thì con chiến mã này đã được độ là cái bài với nền công 62cc Touring. Cảm ơn các bạn hãy giờ đến này để tiếp nhớ like, subscribe.